Bảo. Kính chào các vị chủ quản cùng các bạn đồng nghiệp. Đại đàn phố các tôi, người dẫn chương trình Thanh Hiền, chia sẻ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, khi nhắc đến thời trang nguyên liệu, chúng ta ai ai cũng cảm thấy gần gũi và quen thuộc. Thời trang là để toát ra những vẻ đẹp kiêu sa của phái đẹp, phát lên những phong cách nghịch lãm của phái mạnh. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi biểu hiện cho những phong cách và vẻ đẹp từ những bộ trang phục, phong sắc màu và những chất liệu khác nhau qua những bàn tay khéo léo của các nhà thiết kế đến từ phòng phát. Vâng, tiết mục xin được bắt đầu. Ha ha ha!